tổ chức lễ viếng anh Vũ ở hải ngoại trước khi đưa thi thể về nước. Nhiều anh chị em nghệ sĩ ở Mỹ cũng kêu gọi được gần 500 triệu đồng để hỗ trợ và làm tang lễ cho anh Vũ tại Mỹ. Không chỉ ở Việt Nam, nghệ sĩ hải ngoại cũng chung tay trước sự ra đi bất ngờ của diễn viên anh Vũ. Nghệ sĩ Hoài Tâm ở Mỹ cho biết, ngày 2 tháng 4 đã cùng một số anh chị em nghệ sĩ như Phương Trinh kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ để anh Vũ sớm được trở về quê hương. Hoài Tâm công khai việc kêu gọi thông qua các phương tiện cá nhân, mạng xã hội. Sau vài giờ, các nghệ sĩ đóng góp được 20.000 đô la Mỹ, gần 500 triệu đồng. Hiện giờ, chúng tôi ngừng quyên góp. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị cũng như các fan của anh Vũ về ngày giờ viếng thăm anh lần cuối tại quận Cam trước khi tiễn anh về quê hương, Hoài Tâm thông báo. Trước đó, ở Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đứng ra kêu gọi và quyên góp được 600 triệu đồng từ các đồng nghiệp và khán giả. Chị khẳng định bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa diễn viên anh Vũ về quê hương để mai táng. Hiện Hồng Vân và gia đình vẫn đang cố gắng làm thủ tục phía cơ quan cảnh sát Mỹ. Thi thể anh Vũ vẫn được bảo quản ở nhà xác của bệnh viện bên đó. Hiện nguyên nhân cái chết chưa được cơ quan cảnh sát cung cấp nên đại diện của nam diễn viên bác bỏ mọi thông tin như tắm khuya dẫn đến đột quỵ hay dùng thuốc ngủ quá liều. Anh Vũ được thông báo qua đời trên giường ngủ vào ngày 2 tháng 4 theo giờ Hà Nội ở California, Mỹ. Tối hôm trước, anh còn lưu diễn với nhiều đồng nghiệp. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu. Anh là diễn viên rất quen mặt trên sân khấu kịch phía Nam với nhiều vở diễn ấn tượng. Trên màn ảnh, anh có vai má mì trong phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý. Anh từng đoạt giải liên tiếp trong 3 năm chương trình Gala Cười. Anh Vũ có 19 năm chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng phát hiện từ năm 2000. Nhờ ăn uống, luyện tập thể dục điều độ, anh được nhận xét kiên cường và luôn cháy hết mình với nghề. Nghệ sĩ Hồng Vân, mọi thông tin về nguyên nhân cái chết của anh Vũ đều chưa chính xác. Nghệ sĩ Hồng Vân bác bỏ thông tin anh Vũ qua đời do tắm khuya dẫn tới đột quỵ và cho biết cảnh sát chưa kết luận về nguyên nhân cái chết. Nghệ sĩ anh Vũ qua đời sáng ngày 2 tháng 4 giờ Hà Nội tại bang California, Mỹ. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp bất ngờ. Hiện tại, thi thể anh Vũ đang được giữ tại một nhà xác ở một bệnh viện tại Mỹ. Sau sự ra đi đường đột của nam diễn viên, có nhiều thông tin về nguyên nhân cái chết như đột quỵ do tắm, uống thuốc ngủ quá liều. Phản ứng trước điều này, nghệ sĩ nhân dân, người đang cùng gia đình lo mai táng cho anh Vũ cho biết, mọi thông tin chia sẻ về nguyên nhân cái chết của anh Vũ đều thiếu chính xác. Ngày hôm nay, phía gia đình mới lo thủ tục để người thân sang Mỹ nhận thi thể. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc và chưa kết luận gì. Có thể vào ngày mai, khi người nhà đến làm thủ tục nhận xác, cảnh sát thì mới biết được chuyện xảy ra. Trưa ngày 2 tháng 4, nghệ sĩ Hồng Vân cùng nhiều đồng nghiệp và khán giả quyên góp được 600 triệu đồng sau vài tiếng đồng hồ kêu gọi. Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ gia đình đưa anh Vũ về Việt Nam mai táng. Khi quyết định làm việc này, tôi phải thông qua gia đình anh Vũ. Nhận được sự đồng ý thì tôi mới thực hiện khi đủ số tiền để đưa anh Vũ về Việt Nam. Tôi thông báo đóng tài khoản, ngừng nhận hỗ trợ. Chúng tôi đang bàn bạc để làm thủ tục bằng bất cứ giá nào cũng đưa em ấy về Việt Nam, chị cho hay. Chiều ngày 2 tháng 4, nhiều họ hàng, làng xóm đã ghé thăm động viên bố mẹ anh Vũ. Một người thân trong gia đình cho biết, họ cũng không nắm được thông tin gì thêm từ Mỹ. Chị gái nam diễn viên ở Anh và em gái anh đang gấp rút sang Mỹ để lo chuyện hậu sự. Anh Vũ sinh năm 1972 là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu phía Nam. Anh từng tham gia các vở diễn nổi tiếng như Số Đào Hoa, Con Nhà Nghèo, Người Vợ Ma Hai, Cậu Tèo Về Nước, Thay Rể, v.v. Anh cũng gây chú ý với vai má mì trong phim điện ảnh Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh từng đạt các giải thưởng như diễn viên xuất sắc tại Gala Cười 2004, diễn viên nữ yêu thích nhất do nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do Tuổi Trẻ Cười tổ chức, Nụ Cười Vàng năm 2004, Báo Sân Khấu tổ chức